Alo, xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một ba lô đất liền kề, mỗi lô là ngang 4 dài 27 mét các anh chị. Thì tổng ba lô là ngang 12 mét ha. Thì đây là vị trí lô đất này ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An các anh chị nha. Từ vị trí đất này mình đi về ngã ba dòng Hóc Môn, nó rơi vào tầm khoảng 15 phút xe máy các anh chị. Mình đi theo đường từ ngã ba dòng Hóc Môn, mình đi theo trục Nguyễn Văn Bứa chạy thẳng qua tỉnh lộ chính và vào đường Bầu Bầu Sen là tới các anh chị. Đất này nó cách đường Bầu Sen tầm khoảng 500 m, khoảng 500 m. Thì lô đất này có sổ hồng riêng hết các anh chị ha, đã tách thành 3 sổ. Thì giá của mỗi lô là ngang 4 dài 27 là 890 triệu một lô. Đất là đất phân thổ cư nha các chị ha. Đường trước đất này là đường trại đá xanh, đường 5 mét các chị, đường 5 mét liền kề khu dân cư hiện hữu. Cái này mình anh chị nào mua đầu tư thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình ha, 0898 028 417. Em dẫn mình xem đất. Đất này là đất chủ gửi các anh chị. Chủ gửi. Giá này chỉ bớt lọc thôi, không có thương lượng. Khu quận này nói chung là cũng, dân cư là cũng đông rồi các anh chị nè. Đường xá thì ok. Từ bên chỗ đất mà ra cái đường bê tông thì nó chẳng khoảng 20 mét anh chị. Mình đứng đây mình nhìn là thấy đường bê tông đó, 20 mét. Mà đất này là không có quy hoạch gì hết anh chị ha, không có dân cư, còn tiện mua đầu tư mua xây ở. Khu này thì nó cũng liền kề khu công nghiệp. Xin mời anh chị mình theo em đi ra tham khảo thêm ở phía ngoài khu vực này một xíu nữa để mình thấy được cái cảnh bao quát cái khu vực này. Đây đường ra đường thông nha các anh chị, mình chạy thẳng ra đường chạy quẹo trái thì vô khu dân cư hiện hữu, mà đường này mình đi ra đường Bầu Sen các anh chị. Đây dân cư, nói chung nông thôn thì dân cư khi như thế này là cũng gọi là đông đúc rồi. Này có đại lý gạo rồi Quán ăn rồi đây các anh chị nè. Ta cũng buôn bán tạp hóa rồi đầy đủ. Đường này đường bê tông. Nay mình chạy ra đường lớn thì đất ra đường Bầu Sen này các chị. Trước mặt mình là đường Bầu Sen ha. Chạy ra đây đường Bầu Sen rồi này các chị nè. Đường Bầu Sen từ đất ra đường lớn cũng rất là gần luôn. Ok, em cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video của em ha. Anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em, cũng như mình cập nhật các sản phẩm mới nếu mình bắp lên á. Có sản phẩm nào phù hợp của mình thì mình sẽ liên hệ em để mình mua, mình ở hay mua xây, mua đầu tư gì để dành đối diện có quán tạp hóa các anh chị ạ. Con đường này ngay ngay này, đường này là còn mở rộng nữa các anh chị, đường mở rộng ha. Đường này mình đi ra đường Bầu Sen là đi ra đường Đức Hòa Thượng nha các anh chị. Chạy ra đường Đức Hòa Thượng đi về tỉnh lộ chính cũng được, mà đề tỉnh lộ 824 cũng được. Ok, xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi. Em chào và hẹn gặp lại.